Vâng, hello, xin chào thầy anh chị em bà con quay lại kênh YouTube của em trong buổi chiều ngày 27 Tết nha. Thì hiện tại sau bên em thì còn chỉ có hai em Innova này thôi. Là hai em này là một em màu vàng và một em màu bạc đời 2008. Hai em xe này máy móc rất là êm nha. 2008 mà cuối thì nó sẽ là lọt hành phơm ở 2010. Đấy, hai em xe này thì máy cực kỳ êm rồi. Về nội thất ngoại thất là rất là chuẩn. 4 mâm lớp vỏ mới, xe đều là ngay chủ hết. Anh em nào muốn sang tên thì sang, ủy quyền thì ủy quyền ha. Thì em sẽ thông báo anh đây luôn, đáng lẽ là hai em xe này là sớm giờ là em bán hết trơn rồi. Nhưng mà vì em tin tưởng anh khách thì anh ở Đồng Nai, anh mới điện vào hôm qua, anh mới nói anh chốt. Cái anh nói tài khoản bị lỗi, anh không chốt được. Thôi sáng sớm mới có 7 giờ mấy anh điện em. Đó, anh mới kêu là thôi để chốt cho anh nha, chứ xin lấy. Hôm qua là lính anh nó là câu rồi, anh có thằng lính ảnh. Thì hôm qua thằng lính anh đã câu rồi, lính anh chốt rồi, xong rồi trơn rồi. Đã xong sáng hôm nay anh xuống lấy, đã xuống anh coi hai chiếc. Anh chốt thì một em thôi, xuống đã anh coi hai chiếc, anh không biết em nào. Cái anh do dự đã, cái hồi nó hồi giờ anh không mua luôn. Anh đang muốn anh mua xe đời mới. Thì thật sự mà nói cái này mình cũng hơi buồn. Thì mình quay clip lên đây mình nói với anh em luôn. Từ đây về sau em không có tin tưởng ai nữa. Thật sự luôn, nếu mà tin tưởng á, cũng có người cũng có người nói chuẩn và cũng có người nói là không chuẩn như anh ấy. Đó, chuẩn là chuẩn chỗ nào, chuẩn là chốt là lấy chứ không phải ầu ơ với dầu xuống đây kêu bớt này bớt nọ. Chứ không phải là xuống đây rồi coi hai ba chiếc rồi không biết lấy chiếc nào rồi đi về luôn. Đó, cái này trường hợp này nếu mà không có khách nào mua thì em sẽ cũng không buồn vui, em cũng không nói gì đâu. Trong khi đó sáng nay là hai người đòi mua em xe biển số 86 cho bằng được. Đó, xin lỗi làm gián đoạn nha. Đó, thì tại có khách gọi em anh chị ha. Thì là cũng như là sao ta, đang nói chuyện dưới chừng em quên tiêu. Đó, thì đó là hồi sớm này nè, là có anh khách kia anh mua. Anh mới điện em mới nói là anh ơi có anh kia anh chốt anh lấy rồi, anh lấy xe khác đi. Xong đã, mình nghĩ anh lấy đã tới thường xuống, anh nói thôi giờ anh coi lại, nói xe này là xe nâng lên G, không phải G thiệt. Đó, mà cái giá em bán có 180 triệu thôi, ở đâu có G thiệt và ở đâu mà có xe đẹp cực kỳ đẹp cho anh được. Đó, thì cũng hơi buồn, làm không bán anh kia được mà cũng không bán anh được luôn. Thì thay vì nếu mà trường hợp khách khác người ta chốt người ta lấy không lấy thì thôi, hoặc là người ta cọc thì tất nhiên phải lấy, hoặc là mình bớt tiền lại người ta lấy rồi. Cái này em nói gì thôi lỡ mất tiền thôi em bớt tiền anh luôn được không? Cái em mới nói thôi giờ anh không lấy luôn, về luôn. Rồi làm em đợi tới trưa luôn, làm xe này em không bán người ta, em cũng không bán được ảnh luôn. Bởi vì cái này em quay lên đây không phải là em trách móc, không phải là em buồn vui gì. Em buồn là buồn vì cái cách tin tưởng, cái cách làm việc của em tin người, chứ không phải là em buồn cái anh khách. Đó, tại vì anh khách anh có quyền lựa chọn mà, và anh rất là khôn cho nên anh đâu có cọc không chi, và anh cũng đâu có là xuống đây là anh lấy đâu, anh chốt bằng miệng thôi là xuống đây anh lấy để cho anh nha, chắc cứu anh lấy sáng sớm điện rồi. Nhưng mà thật sự cuối cùng xuống đây anh không lấy, anh đi về luôn, anh bỏ mình luôn, rồi cuối cùng đã em không bán được anh kia luôn. Nó thành thử ra bây giờ anh quay cái clip này lên đây là để em nói á, là từ đây về sau khách hàng nào chắc cứu mua bên em thì phải chốt cọc, chốt mua là gót cọc liền. Đó, đừng có cọc miệng nha, cọc miệng ai nói trả được. Đó, còn không thì ai mua ai tới trước em bán trước, cái này em quay lên nói trước nha anh em ha. Thì về sau anh em nào mua đến đây mua trước em bán trước, em không có đợi như anh hồi sớm thì được nữa. Đợi anh đã rồi cuối cùng anh không mua em không bán được ai luôn, buồn thấy ghê không, từ sớm giờ luôn. Đó, buồn cho cách làm việc của mình thôi chứ không phải là buồn anh khách, tại vì anh khách đang có quyền mà, anh muốn làm gì làm, tiền là của anh, xe là của mình mà. Đó thôi, thì bây giờ thôi quay lại chương trình, em sẽ giới thiệu anh em mình hai em xe Innova này nè, đẹp chưa. Một em biển số 767 là một em biển số 86, hai em đều là ngay chủ hết, xe ok hợp lệ hết, xe cực kỳ chuẩn. Cái em này đẹp hơn nè, em này em bán 180 và em này bán 178. Rồi em mời anh chị em mình đi thuê một dòng xe nha, xem em 180 triệu có gì. 180 triệu là có nguyên dàn ghế cực kỳ đẹp nè, ok không, túp lô túp ly đẹp nè. Đó, vô lăng G nè, có màn hình luôn nè. Đó, dàn lạnh là hai dàn lạnh luôn nè, ok chưa, chỉ 180 triệu thôi, xe ngay chủ luôn. Đó, xe rất là chuẩn nha anh chị nha, máy móc rất là êm ha, cái bô còn cứng khừ luôn nè anh chị, nhìn cái gầm bệ nè chuẩn mắt. Đó, đẹp không, cái gầm còn sáng giới à. Đó, qua đây gầm còn cứng khừ luôn. Đó, 4 mâm lớp vỏ còn ok. Tấp lô tấp ly thì nói chung thì em xe này là khỏi chỗ nào để chơi được, quá đẹp. Đó, em bán 180 triệu thôi. Rồi xong tới em bên đây, em bên đây là em bán chỉ là 178 triệu, nhưng mà em bên đây được 4 cái vỏ mới hơn. Đó, 4 cái vỏ là cứng khừ luôn nè anh chị, không 4 cái vỏ mới cui, mới tinh gì cui, đăng kiểm tới tháng 6 2022. Đó,
Em xe này thì ghế da là ghế da heo, ghế da phong cách zin đó, nhưng mà túp lô túp ly cũng đã sơn mới lại hết rồi, y chang xe kia. Và cái dàn lạnh này là dàn lạnh lên, còn xe kia là dàn lạnh zin đó, cho nên thì nó rẻ hơn. Do đó em bán 178 triệu. Xe nào thì cũng có lóc cửa từ xa hết trơn nha, cũng có màn hình, cũng có âm thanh, cũng có máy lạnh. Nhậu đâu ạ? Đang quay phim gái của nhậu anh chị ơi. Nhậu đâu vậy? Nhậu đâu?